Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh mì nướng mỡ hành nước cốt dừa. Thì món này là một trong những cái món ăn vặt ở An Giang. Thì mình cũng chưa có từng ăn món này, chủ yếu là mình nhìn thấy ở trên mạng. Thì hôm nay thì mình sẽ làm thử cái món này nha. Mình có là 200g nước cốt dừa nè, rồi bánh mì không, khoảng gần một chén hành lá, nửa chén hành tím mình sắc mỏng ra, khoảng 200g thịt xay. Thịt heo xay các bạn có thể là dùng ít hơn cũng được nha. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Mình cho một ít dầu ăn vào chảo nha. Sau đó mình sẽ cho hành tím cho mình phi cho nó vàng lên. Món này ở An Giang người ta bán rất là rẻ các bạn. Ở Tân Châu á thì mình thấy là người ta bán hình như có 3.000 một miếng. Chỉ như là một món ăn vặt buổi trưa á. Giờ hành nó vàng nè các bạn, mình sẽ cho thịt vô. Mình xào cho nó tơi ra nha. Giờ mình sẽ nêm gia vị vô đây nha. Mình sẽ cho vô đây nửa muỗng canh nước tương. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng canh đường, mình xào cho nó chín thịt thì mình mới cho hành lá vô nha. Cái phần nhân này thì mình sẽ nêm cho nó vừa ăn nha các bạn. Rồi giờ thịt nó chín rồi nè, mình sẽ cho hành lá nha. Mình làm như thế này thì mình sẽ ít dùng dầu mỡ hơn. Còn nếu như mà mình làm hành riêng thì nó dầu mỡ nhiều lắm. Rồi đảo đều khoảng mười mấy giây là được nha. Đó, như vậy là xong rồi nè. Rồi mình tắt bếp để giữ cho cái hành nó xanh. Rồi phần nhân của mình như vậy đã xong rồi đó. Tiếp theo mình sẽ đi nấu nước cốt dừa. Mình để lửa vừa nha. Mình sẽ cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối, 2/3 muỗng canh đường. Mình nêm đường vô đây để cho cái nước cốt dừa của mình nó đừng có bị lạc. Với lại mình để được lâu hơn á. Nếu như mình nêm lạc quá, để không được lâu nó nhanh hư. Giờ mình sẽ khuấy đều lên. Nước cốt dừa bắt đầu nấm ấm lên này nè. Ở đây thì mình sẽ dùng thêm ít bột bắp, mình cho tí nước vô mình khuấy lên, hoặc các bạn dùng bột năng cũng được. Mình sẽ cho đây để tạo cái độ sánh cho nước cốt dừa. Mà thích sánh nhiều thì mình sẽ cho nhiều vô. Giờ mình sẽ đợi cho nó sôi lên cái nữa là mình sẽ tắt bếp, mình đừng có để cho nó sôi lâu nha các bạn. Và nó sánh như thế này là được nè. Mình tắt bếp nha. Nước cốt dừa của mình như vậy đã xong rồi đó. Bánh mì thì mình sẽ cắt làm đôi ra. Cái này nhà mình mua được cái bánh mấy cái bánh mì nhỏ nên cho dễ ăn. Còn ổ mì kia thì ăn đôi khi ăn nửa cái ăn hết đó các bạn. Tại vì món này là món ăn vặt, ăn chơi chứ không phải là món để mình ăn thay cơm. Trước khi nướng bánh mì thì mình sẽ bật cái lò cho nó nóng tầm khoảng 5 phút nha các bạn. Ở đây mình dùng nồi chiên không dầu, hoặc các bạn dùng lò nướng, hoặc là mình có thể nướng than tùy theo. Mình sẽ nướng 4 cái, để mình lấy cái nhỏ hơn để cho nó dễ. Mình nướng 200 độ C tầm khoảng 1-2 phút là nó đã vàng giòn rồi các bạn. Các bạn cũng đừng có nướng nó quá giòn quá, kiểu như nó vừa giòn bên ngoài mà bên trong nó vẫn còn xốp xốp mềm mềm cũng được. Hoặc là tùy theo sở thích, mình nướng giòn luôn cũng được. Mình đã nướng xong rồi nè các bạn, nó giòn rồi nè. Và bây giờ mình sẽ cho cái thịt lên nha.
Mình nghĩ thì nhiều bạn nói là đá thịt này kia rồi mà còn nước cốt dừa, nhưng mà các bạn có thể thử, tại vì đây là cái món ăn vặt có từ rất lâu ở An Giang rồi. Với người miền Tây thì những món ăn mà chan nước cốt dừa lên thì điều đó là bình thường, còn những bạn giống như là ở ngoài miền Trung, miền Bắc thì có thể là thấy hơi lạ. Với lại cái phần nhân thịt của bánh mì thì mình sẽ làm cho nó ướt ướt các bạn, ẩm ẩm, mình đừng làm cho nó khô quá ăn không ngon. Ở ngoài người ta bán thì người ta không có dùng nhiều thịt đâu các bạn, với lại người ta làm dầu mỡ hơi nhiều nên cái nhân ướt. Mình chan nước cốt dừa lên. Đặc biệt là cái món mà bánh tằm bì á, nhiều bạn ở miền Tây mà đôi khi nhìn cái món nó hơi lạ, tại vì giống như là cái món tằm bì đó là đã ăn với nước mắm mặn rồi, nhưng mà vẫn chan nước cốt dừa lên. Thì đặc trưng của miền Tây là ăn cái món gì nó cũng có nhiều nước cốt dừa. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Đặc biệt của món này thì mình sẽ ăn cái lúc nó còn ấm, còn nóng, đừng có để nguội quá, nguội quá ăn ngán lắm. Mình sẽ ăn thử nha. Béo ngon, rất là vừa ăn các bạn, ngon lạ miệng lắm. Các bạn có thể là thử làm món này nha, nên thử một lần á, ngon lắm.